Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 1 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thời gian qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Điện Biên đã nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2, thành phố Điện Biên Phủ đã và đang đầu tư chỉnh trang, tạo cảnh quan đô thị, khẳng định vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Thực hiện kế hoạch giai đoạn 2 của chuyên án DB523, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 96.000 viên ma túy tổng hợp và 11 kg ma túy đá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên đã tham gia giảng dạy chuyên đề những vấn đề đặt ra đối với an ninh phi truyền thống cho 160 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 15 và ngành thuế năm 2023. Truyền đạt chuyên đề những vấn đề đặt ra đối với an ninh phi truyền thống tới các học viên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, an ninh phi truyền thống là một bộ phận ngày càng quan trọng của an ninh quốc gia, gắn bó chặt chẽ với an ninh truyền thống. Ứng phó với các nguy cơ thách thức của an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và là sự nghiệp của toàn dân. Cùng với việc nhận diện rõ những thách thức đe dọa an ninh phi truyền thống, trong chuyên đề, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã phân tích sâu về khái niệm, nguồn gốc, nguyên nhân, điều kiện phát sinh, làm gia tăng các yếu tố an ninh phi truyền thống, đặc điểm chủ yếu của an ninh phi truyền thống, mối liên hệ và phân tích giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã được nghe đồng chí Bí thư tỉnh ủy phân tích quan điểm của Đảng về phòng ngừa ứng phó với những thách thức đe dọa an ninh phi truyền thống, chỉ ra những thách thức đe dọa an ninh phi truyền thống đối với Việt Nam hiện nay và một số giải pháp ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống trong thời gian tới. Đây là dịp để các học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương tiếp thu, trao đổi, làm rõ, bổ sung và hoàn thiện những vấn đề lý luận thực tiễn về vấn đề an ninh phi truyền thống, từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác tại địa phương. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp ban vận động cứu trợ tỉnh. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên chủ trì. Dự họp có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo quyết định về việc thành lập ban vận động, tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố tỉnh Điện Biên. Dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận động cứu trợ tỉnh Điện Biên. Về cơ cấu tổ chức Ban vận động cứu trợ tỉnh, gồm đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phụ trách Ban phong trào làm Phó trưởng ban thường trực, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực nông lâm làm Phó trưởng ban, đại diện một số sở ban ngành tỉnh làm thành viên. Ban vận động cứu trợ tỉnh Điện Biên sẽ có những nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức vận động và quyên góp, tổ chức tiếp nhận và quản lý tiền hàng hóa cứu trợ, tổ chức phân phối và sử dụng tiền hàng hóa cứu trợ, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí theo dự thảo quyết định thành lập và quy chế của Ban vận động cứu trợ tỉnh Điện Biên, đồng thời thảo luận và đưa ra ý kiến về bổ sung một số thành phần Ban vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố tỉnh Điện Biên theo Nghị định 93 của Chính phủ. Về các quy định chung của ban vận động, các đại biểu cũng có ý kiến về sử dụng con dấu của các phó trưởng ban. Còn về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ nên quy định theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chế độ hội họp cũng nên bổ sung vào quy chế hoạt động. Đại biểu đề nghị nên tổ chức họp của ban vận động ít nhất một năm một lần. Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đồng tình về việc bổ sung thành viên ban vận động. Về quy chế hoạt động và các điều khoản cũng xem xét, nghiên cứu và sửa đổi bổ sung theo Nghị định 93 của Chính phủ và Hướng dẫn 95 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sáng nay, mùng 1 tháng 8, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8 khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024 mở rộng, sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời thảo luận thống nhất các vấn đề liên quan đến kế hoạch tổ chức, tuyên truyền, phương hướng, cơ cấu nhân sự đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên duy trì ổn định 10 trên 10 hội khuyến học huyện, thị xã, thành phố với trên 1.800 chi hội khuyến học, hơn 170.000 hội viên. Công tác vận động và phát triển quỹ khuyến học khuyến tài được hội quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động nổi bật như hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền 110 triệu đồng. Phối hợp với nhà tài trợ Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thuộc Hội Khoa học Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam trao trên 200 suất học bổng có tổng giá trị gần 500 triệu đồng cho nữ học sinh dân tộc thiểu số. Vận động các nhà tài trợ tặng 90 máy tính cho nhiều trường học trên toàn tỉnh. Thường xuyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng. Đến nay toàn tỉnh có trên 95.000 gia đình đăng ký gia đình học tập, đạt trên 65%, hơn 770 dòng họ học tập, gần 1.200 cộng đồng học tập. Hội nghị thống nhất Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 5 dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2024. Đại hội điểm cấp huyện được tổ chức vào tháng 3 năm 2024 đối với Hội Khuyến học huyện Điện Biên. Đồng thời, hội nghị xác định rõ nhiệm vụ từng quý còn lại của năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền năm 2023 đến năm 2024, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa hoạt động khuyến học khuyến tài, phong trào xây dựng xã hội học tập và tuyên truyền những hoạt động chào mừng Đại hội Hội Khuyến học các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành hội đã tham gia bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Điện Biên đã nỗ lực đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xử lý tin giả, tin sai sự thật là yêu cầu cấp bách. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý hơn 20 trường hợp đăng tải các thông tin xấu độc, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, đồng thời tích cực đăng tải các thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận trên nền tảng mạng xã hội. Lan tỏa những thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tập trung phát hiện và cảnh báo ngăn chặn vô hiệu hóa từ sớm, từ xa các hoạt động sử dụng công nghệ không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tự sàng lọc của nhân dân, cộng đồng mạng trong tiếp nhận thông tin để tránh bị lôi kéo rụ rỗ. Để đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo thì trước tiên người cán bộ tuyên giáo cần phải nắm bắt kịp thời dư luận của nhân dân, đa dạng trong phương pháp tuyên truyền, đồng thời cần biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Với 5 báo cáo viên trung ương, 50 báo cáo viên cấp tỉnh, gần 500 báo cáo viên cấp huyện và hơn 2.700 tuyên truyền viên cơ sở, hàng tháng, Ban tuyên giáo các cấp và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên dưới nhiều hình thức như trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nội dung đảm bảo sự cân đối giữa cơ bản, chiến lược và tính thời sự. Nội dung có tính định hướng, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và phản động. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thì trong những năm gần đây, việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo thì luôn được chú trọng. Và trước hết thì là phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các hoạt động thì phải có trọng tâm, trọng điểm và với một cái tinh thần đó là năm sau phải tốt hơn năm trước. Thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ tuyên giáo, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, bức xúc từ cơ sở.
đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân nhằm thông tin kịp thời về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hướng đúng đắn dư luận xã hội. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2, thành phố Điện Biên Phủ đã và đang đầu tư chỉnh trang, tạo cảnh quan đô thị, khẳng định vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Hướng đến mục tiêu đưa thành phố Điện Biên Phủ sớm trở thành đô thị loại 2, thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Điện Biên Phủ đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển đô thị, triển khai thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không, dự án chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc, dự án đường 60m, dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m. Mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố đang từng bước được đầu tư theo quy hoạch, 94% đường nội thành được bê tông hóa, 99% dân số được sử dụng điện, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 100%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thiện quy hoạch thành phố Điện Biên Phủ, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn như dự án chợ và trung tâm dịch vụ thương mại Mường Thanh, các dự án xây dựng trường học trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và người dân để nâng cao ý thức xây dựng đô thị văn minh. Theo tiến độ, đến hết tháng 6, huyện Tuần Giáo phải giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50%. Tuy nhiên, đến nay cả huyện mới chỉ giải ngân đạt 40% kế hoạch. Hiện nay, Tuần Giáo đang triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ trước tháng 12 năm 2023. Năm 2023, huyện Tuần Giáo được giao hơn 285 tỷ đồng vốn dự toán ngân sách. Tính đến tháng 7 năm 2023, toàn huyện mới giải ngân được trên 112 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, hiện nay huyện Tuần Giáo đang đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, dự án, khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán các công trình theo hướng rút ngắn thời gian thẩm định. Tăng cường giám sát các nhà thầu thi công, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhà thầu vi phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ dự án. Ngoài ra, huyện cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể cá nhân để dự án chậm tiến độ, phải trả lại nguồn vốn cho tỉnh, trung ương, không đảm bảo chất lượng, nghiệm thu quyết toán, khống khối lượng, nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định của pháp luật. Các công tác nghiệm thu chuyển quốc. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, tỉnh Điện Biên hiện có 129 trên 129 xã phường thị trấn đã thành lập và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai với tổng số hơn 6.500 thành viên. Đây là lực lượng tại chỗ để phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương, là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là trong mùa mưa lũ hàng năm. Theo thống kê từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 13 đợt thiên tai, làm 2 người thiệt mạng do lũ cuốn trôi và sét đánh, gây thiệt hại trên 700 ngôi nhà, gần 1.000 ha đất nông nghiệp, làm hư hỏng gần 200 mét đường giao thông và 11 công trình thủy lợi. Tổng thiệt hại ước tính trên 11,5 tỷ đồng. Nhằm khắc phục hậu quả sau thiên tai, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, phường, thị trấn đã nhanh chóng kịp thời triển khai hót sụt sạt đường, tránh ách tắc giao thông, khôi phục diện tích lúa bị vùi lấp thiệt hại, di chuyển nhà dân trong vùng nguy cơ thiên tai đến nơi an toàn, hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm người bị mất tích. Đội xung kích phòng chống thiên tai đã và đang phát huy được tính chủ động, hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Việc xây dựng củng cố các đội xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở đã góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất cũng như khắc phục kịp thời thiệt hại về thiên tai, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khu vực Tây Bắc, địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao và khe suối sâu, độ dốc lớn, tỉnh Điện Biên hàng năm đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, mưa lũ. Nhiều khu dân cư tại các huyện thuộc vùng cao biên giới bị đe dọa an toàn vì lở đất, lở núi. Trước mùa mưa lũ năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các huyện chủ động rà soát, lập phương án cụ thể sẵn sàng ứng phó, phản ánh của phóng viên thời sự. 13 đợt thiên tai đã gây thiệt hại về vật chất khoảng hơn 11,5 tỷ đồng đối với tỉnh Điện Biên trong 6 tháng đầu năm 2023. Qua rà soát của các cơ quan chuyên môn, tỉnh Điện Biên hiện có 28 điểm khu dân cư tại các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé, Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Trà nằm trong khu vực có nguy cơ thiên tai. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp tỉnh đã chủ động phối hợp, hỗ trợ các huyện có các khu, điểm dân cư nằm trong vùng nguy cơ, xây dựng phương án ứng cứu cụ thể theo từng cấp độ rủi ro thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão năm 2023.
tôi đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo của tỉnh cũng như là ủy ban tỉnh để có văn bản chỉ thị hướng dẫn kế hoạch cho các huyện thị cũng như là các sở ngành chỉ đạo cơ quan thường trực đó là chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai có các văn bản hướng dẫn khuyến cáo các huyện vào đầu mùa lũ trên vấn đề sản xuất nông lâm nghiệp cũng là cây trồng vật nuôi và các cái điểm có nguy cơ sạt lở lũ quét cao để có cái phương án di rời cũng như là các phương án ứng phó trên tinh thần bốn tại chỗ của trong công tác phòng chống thiên tai. Là một trong những địa bàn nằm trong vùng ảnh hưởng lớn do thiên tai, ngay từ đầu năm 2023, cấp ủy chính quyền huyện Nậm Pồ đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra diễn biến thời tiết, thiên tai và các hiện tượng sạt lở đất, đá trên địa bàn để lập phương án theo dõi, cảnh báo. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin, nhu yếu phẩm cho hoạt động ứng cứu. Đặc biệt, khi nhận định nguy hiểm, tình huống cấp bách thì phải kiên quyết di chuyển dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ứng phó và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai thì Ủy ban nhân dân huyện ngay từ đầu năm đã ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm và thường xuyên chỉ đạo các xã là thường xuyên là khơi thông cống rãnh các cái tuyến đường, phát quang các cái tuyến đường, rồi là hệ thống kênh mương thủy lợi và rà soát các cái điểm khu dân cư có nguy cơ sạt lở để chủ động trong công tác phòng chống. Thế còn nếu trường hợp mà có thiên tai xảy ra thì sẽ chủ động phương châm bốn tại chỗ để thực hiện khắc phục ngay, đảm bảo đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Cùng với Nậm Pồ, các địa phương khác trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. Các cấp chính quyền địa phương cũng thường xuyên thông tin cảnh báo đến nhân dân các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng di chuyển khi tình huống xảy ra. Huyện Mường Nhé cũng đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và cũng xây dựng lại quy chế do đó là và cũng đã họp ban chỉ huy là đến mùa mưa lũ thì là phải trực 24/24, tức là bắt đầu từ mùng 5 tháng 5 đến 31 tháng 10 hàng năm thì cũng đã chỉ đạo và nắm tình hình thời tiết mưa bão và tuyên truyền cho nhân dân có thể là di dời kịp thời những cái hộ gia đình mà có thể bờ sông bờ suối hoặc có nguy cơ là sạt lở thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo từng xã từng bản để kiểm tra rà soát và cũng đã di chuyển các hộ đến các hộ nào mà chưa di chuyển kịp thời thì có thể là làm cái lán tạm để mà mùa mưa lũ là người dân có thể có nơi ở để đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ động phương án phòng chống thiên tai, hiện nay 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố đều đã kiện toàn lực lượng xung kích. 129 trên 129 xã, phường, thị trấn đã thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai. Sở Công Thương thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo dự trữ hàng hóa thiết yếu trên 37 tỷ đồng, kịp thời phục vụ nhân dân, không để thiếu hàng hóa khi có thiên tai xảy ra. Ngành y tế đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện, nhân lực sẵn sàng. Tại các địa phương đã tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và xã. Trong trường hợp có thiên tai xảy ra, lực lượng quân sự các cấp huy động tối đa lực lượng gồm dân quân tự vệ, các tổ đội xung kích và người dân triển khai các phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ. Ngày 31 tháng 7, thực hiện kế hoạch giai đoạn 2 của chuyên án DB523P, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Phòng PC04 Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, hai đồn biên phòng Mường Nhà và Mường Pồn. Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 96.000 viên ma túy tổng hợp và 11 kg ma túy đá. Vào hồi 20 giờ ngày 31 tháng 7, tại khu vực bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, các đơn vị chức năng đã phát hiện một đối tượng nam giới đi bộ hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Đối tượng đã quăng hai ba lô đeo trên người, quay đầu bỏ chạy nhằm thoát thân. Ngay lập tức, đối tượng bị tổ công tác khống chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một ba lô có 16 bánh hình chữ nhật, bọc băng keo màu vàng, bên trong có các gói màu xanh chứa các viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp, số lượng 96.000 viên. Một ba lô có 11 gói hình hộp chữ nhật, bên trong có các gói ni lông và in chữ nước ngoài, chứa tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá, trọng lượng 11 kg, một điện thoại di động, một bộ đàm. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Lầu Ali, sinh năm 1994, trú tại bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Các gói trong hai ba lô li đeo trên người là ma túy tổng hợp và ma túy đá. Trước đó, đối tượng nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông mang quốc tịch Lào
từ lán nương của gia đình Ly trên khu vực biên giới đến giao cho một đối tượng không rõ danh tính ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Lợi dụng trời mưa đêm tối, Lầu A Ly mang ma túy đi giao thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Thực hiện đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, huyện Mường Nhé đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng mô hình điểm, 2 xã 16 bản sạch về ma túy. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy tại khu vực biên giới, huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh việc xây dựng mô hình xã bản sạch ma túy. Trong đó, huyện đã lựa chọn và triển khai điểm tại 2 xã Nậm Kè và Leng Su Xin. Mô hình bản sạch ma túy triển khai ở 16 bản. Để mô hình được triển khai hiệu quả, huyện Mường Nhé đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, huyện đã ưu tiên triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động phòng chống ma túy. Mỗi bản phải được tuyên truyền tập trung rộng rãi ít nhất một lần một tháng. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, đồng thời ra soát, sàng lọc các đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy trên địa bàn để tiến hành test ma túy, lập hồ sơ cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem các chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website điệnbiên.tv.vn hoặc qua kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.